Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ban hành chỉ thị 02CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu. Trước tình hình ngộ độc rượu ngày càng nghiêm trọng, Bộ Công Thương yêu cầu các sở công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương tổ chức thực hiện công điện 371CDTTG của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả các vụ ngộ độc rượu và tăng cường công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm rượu, tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động sản xuất kinh doanh rượu thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh rượu đặc biệt là rượu do dân tự nấu tự pha chế rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ nghiêm cấm tổ chức cá nhân trưng bày kinh doanh các sản phẩm rượu không nhãn mát không dán tem không rõ nguồn gốc xuất xứ dưới mọi hình thức tăng cường quản lý hoạt động cấp giấy phép kinh doanh bán buôn bán lẻ rượu cũng như công tác quản lý đối với hoạt động sản xuất kinh doanh sử dụng cồn công nghiệp methanol và các hóa chất có nguy cơ bị lạm dụng trong pha chế rượu sở công thương các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các tri cục quản lý thị trường chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất rượu bao gồm cả bán buôn bán lẻ tại các cửa hàng ăn uống v v đặc biệt là rượu sản xuất thủ công